Em chào mọi người nha. Em lục một con bơm nước mini Robin 25cc này mọi người, Japan của Nhật. Này chưa dọn là máy về sau bán vậy nha. Em cũng xả hàng cho nó bớt chật nhà. Mình sẽ máy về sau mình bán vậy còn khá đẹp. Hơi rất là tốt, giao dịch ở trên sáng luôn. Bô còn khá là sáng. Con này thì em xả nha mọi người. Con này thì 600 nghìn nha, không có bao ship. Về mọi người tự dọn nha. Mấy con này nồng thì nó còn ít chết. 600 nghìn nha mọi người. Mua thì chốt có chuyển khoản, hết tiền hàng giúp em ha. Số tài khoản ở phần mô tả đó. Cái này không bao ship nha mọi người. Máy còn khá là ngon. Máy chưa dọn nha, về sau bán vậy thôi. Công suất của nó là cái ống ống ra nó là 25 2,5 cm, 25 mm. Cột cao bánh là 35 m, 114 feet. Tốc độ hút là đẩy ra là 110 lít trên trên phút. 25cc. Rồi chào mọi người nhé. 600 nghìn nha mọi người, không bao ship.